Hãy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Hãy ra vườn với các bạn, Hãy chia sẻ đến tất cả các bạn một bài thuốc mà rất là hay, trị về đau nhức xương khớp ha, hay là bầm máu tụ huyết đồ ha, thì rất là hay. Thì đó là cái cây chinh nữ hoàng cung. Hãy chắc rằng là nhiều các bạn cũng biết rằng là cái cây chinh nữ hoàng cung này rồi ha. Cái cây chinh nữ hoàng cung này thì nhà Thủy trồng và Hãy để trong vườn các bạn. Hôm nay Hãy ra vườn Hãy chia sẻ với tất cả các bạn nha. Nếu như các bạn nào mà muốn trị đau nhức xương khớp mà tại nhà bằng phương pháp nhân gian thì Hãy tìm đến cái cây chinh nữ hoàng cung này nha. Cái chinh nữ hoàng cung này trị đau nhức xương khớp rất là hay các bạn ha. Thì để chuẩn bị cho cái bệnh đau nhức xương khớp hay là mình bị té hay là bị gì mình tụ máu bầm á các bạn, thì các bạn hãy sử dụng cái cây trinh nữ hoàng cung này ha. Và cái cách thực hiện như sau nha. Các bạn sử dụng khoảng chừng 5 cái lá như thế này nè các bạn ha. Nếu như mà lá nhỏ thì các bạn sử dụng từ 7 8 lá ha. Còn nếu như mà lá mà to to như thế này thì các bạn sử dụng là 5 lá thôi. Và cái cách thực hiện như sau nha, cũng đơn giản lắm các bạn. Các bạn hái một nắm lá cái cây chinh nữ hoàng cung này, và các bạn sau đó các bạn đem vô, các bạn rửa sạch ha, mình ngâm với nước muối ha cho nó loại bỏ cái bụi bẩn trong này nè các bạn. Xong rồi sau đó khi mà các bạn rửa sạch rồi thì các bạn cắt nhỏ nhỏ ra ha, mình cắt nhỏ nhỏ khúc 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 như thế này nè đó, mình cắt khúc khúc nhỏ 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 ra. Xong rồi các bạn bỏ lên cái chảo á, mình sẽ xào nóng ha, mình sẽ xào cho cái lá trên nữ hoàng cung này nè nó nóng lên. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy ra, các bạn đắp vào, chườm vào cái nơi mà chúng ta bị đau nhất á, như là đầu gối rồi các bạn, hay là chỗ nào bị đau á, ha, đau nhức xương khớp á, thì các bạn đắp cái lá này lên. Và sau đó các bạn thực hiện như vậy là 2 lần một ngày ha, thì cái chứng mà đau nhức xương khớp của chúng ta giảm đi rất là hay ha. Còn nếu như các bạn nào mà bị tụ máu bầm á thì mình cũng làm giống như vậy ha, mình bỏ vô cái chảo và mình xào nóng nó lên và mình đắp vào cái chỗ mà mình bị tụ máu bầm á, thì giúp cho mình sẽ giảm đi cái máu bầm mà tụ trên chân mình á, thì cũng rất là nhanh ha. Thì cái phương pháp này thì thấy là cũng có nhiều người áp dụng với các bạn rồi, cũng cho kết quả rất là hay ha. Nếu các bạn nhà nào mà các bạn đang trong vườn mình có sẵn cái cây trinh nữ hoàng cung như thế này nè, thì mình hãy hái về mình đắp, mình làm thuốc ha. Nếu như các bạn nào đang bị đau nhức xương khớp nè, tụ máu bầm nè, thì mình hãy sử dụng cái cây trinh nữ hoàng cung này nha. Sau khi Hỷ chia sẻ đến tất cả các bạn cái bài thuốc mà chị đau nhức xương khớp và tụ máu bầm bằng cái cây hoa chinh nữ này, hy vọng rằng các bạn thích video của Hỷ ha. Nếu thích các bạn cho Hỷ một like và chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ kênh của Hỷ nha. Hỷ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Thank you.